Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái bài của tạp chí Việt Kiều tôi thấy hay quá, tôi muốn đọc lên cho quý vị và các bạn. Thực ra thì trong bộn bề cơm áo gạo tiền thì chúng ta phải biết chúng ta là ai để chúng ta biết cái điểm dừng và chúng ta cần những cái cân bằng trong cuộc sống. Một người em gái có nói là: chị Thu ơi, tại sao em thấy chị Thu trẻ hoài vậy? Thì tôi có tiết lộ cho em nó về cái bí quyết của tôi, đó là cân bằng giữa công việc và tâm linh. Mình biết cái gì mình buông, mình biết cái gì mình bỏ, mình cảm thấy điều gì đó cần thiết và mình giữ, mình chăm sóc cái bản thân mình. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta không lao quá vào một cái lĩnh vực kiếm tiền, chúng ta cũng không có quá tin tưởng tuyệt đối vào những gì mà nó gọi là phù du phù phiếm. Thì cũng có thể các bạn ở lứa tuổi 40 thì chúng ta có những cái suy nghĩ, những cái hành động nó khác khi mà chúng ta ở lứa tuổi 20, 30 chẳng hạn. Hôm nay thì tôi sẽ đọc cho quý vị và các bạn trên cái trang tạp chí Việt Kiều. Nó chỉ là đơn thuần là những cái kinh nghiệm của những bậc đi trước. Và tôi cảm nhận rằng là nếu chúng ta dung hòa và chúng ta biết chừng mực thì chúng ta sẽ có một cái cuộc sống tương đối chuẩn mực. Con người sống vì điều gì? Những điều khắc cốt ghi tâm để cuộc sống này mới thực sự thuộc về bạn. Mỗi chúng ta ai cũng từng oa oa cất tiếng khóc chào đời để đến thế gian. Nhưng cho đến cuối cùng, dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải rời xa thế giới này. Cuộc sống cứ không ngừng tiếp diễn và mọi sự đều diễn biến theo những rung động trong tâm hồn mỗi người. Cả đời con người cũng chẳng hề dễ dàng. Dẫu cay đắng ngọt bùi hay bi hoang ly hợp, dù muốn hay không thì cuộc sống vẫn như dòng sông chảy mãi mãi. Vậy nên trong năm tháng có mặt trên cõi đời này, hãy trải nghiệm và sống trọn vẹn với cảm xúc thực và con người mình như mong muốn. Sống chỉ vì làm người khác hài lòng chi bằng khiến bản thân được hạnh phúc. Có thể sống mơ mộng với tình yêu đắm say. Dẫu cuộc sống bao khốn khó, sống chân tình giữa thế giới lạnh lùng mới là điều vô giá của mỗi người. Thôi thì tôi hay ngộ nhận lắm quý vị và các bạn. Tôi nhìn thấy trước đây thì lúc cũng còn khoảng chừng 18-19 tuổi, khi thấy một ai đó có nhà lầu, có xe hơi thì tôi nghĩ rằng là chắc người đó sướng lắm. Thì sau khi có những cái công việc, đạt được những cái đó thì tôi nghĩ rằng là để họ đạt được những cái điều đó thì họ cũng phải trải qua những cái rất là khó khăn. Và tôi cho đến bây giờ thì tôi cảm nghiệm rằng cái ông tỷ phú, cái ông gọi là cái người nghèo nhất thì họ cũng có những cái hạnh phúc riêng và họ cũng có những cái khó khăn riêng. Và chính vì điều đó chúng ta ở lứa tuổi tôi, chúng ta phải biết chấp nhận. Và tôi rất là thích đọc những cái tạp chí Việt Kiều vì trên cái tinh thần đó cho tôi một cái nhân văn. Và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ nắm chắc lấy cái nhân văn khi một cái niềm vui không quá cao độ, khi một nỗi buồn không quá bi oan thì tôi sẽ vững bước trên con đường tôi đi. Cái thứ nhất, con người sống vì điều gì? Lối sống khác nhau sẽ đến những mảnh đời khác nhau. Nếu cuộc sống lấy tiền bạc làm trung tâm, người sẽ rất thống khổ. Nếu cuộc sống lấy con cái làm trung tâm, người sẽ mệt mỏi. Nếu cuộc sống lấy tình yêu làm trung tâm, người sẽ sầu khổ. Nếu cuộc sống lấy sự khoan dung làm trung tâm, người sẽ rất hạnh phúc. Nếu cuộc sống biết ơn làm trung tâm, người ấy sẽ rất lương thiện. Hay không quý vị? Rất tuyệt vời. Thứ hai,
Khi thực sự phải nằm trên giường bệnh, ta mới hiểu ra cuộc sống cần biết bao tình người ấm áp. Có lẽ lúc này có rất nhiều người lo lắng cho bạn. Cha mẹ là người nuôi bạn lớn khôn từng ngày, cũng là người lo lắng cho bạn nhất. Người bạn đời đầu ấp, vai kề của bạn cũng chẳng thể hạnh phúc khi chứng kiến bạn bẹp người trên giường bệnh. Đồng nghiệp cũng thấy trống trải vì chiếc ghế bên cạnh mình chỉ còn là một khoảng trống không. Các bác sĩ ngày đêm theo dõi bệnh tình và tìm cách chữa trị để bạn sớm khỏe lại và trở về mái nhà thân yêu của mình. Lúc này sự tức giận và kiêu ngạo của bạn hoàn toàn tiêu tan. Thay vào đó là khát khao yêu thương và hơi thở ấm của tình người. Vậy nên nhất định phải chăm sóc tốt bản thân. Điều quan trọng chính là sức khỏe. Có sức khỏe bạn mới đảm bảo hiếu cha mẹ, chăm sóc cho người bạn đời và những đứa con thơ. Có sức khỏe bạn mới có thể làm việc và tận hưởng, tìm cách cảm ơn cuộc sống. Tôi cũng đã cảm nghiệm điều này trong cái quá trình làm cái cuộc sống trên dương gian này. Thì tôi cũng đã vài lần thập tử nhất sinh. Tôi cũng hiểu được rằng tôi nếu trong trường hợp sức khỏe tôi không đảm bảo thì tôi cũng không thể làm gì được cả. Và chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta có sức khỏe thì chúng ta sẽ đem lại những cái kiến thức, những cái thăng hoa, những cái kinh nghiệm. Còn bây giờ mình không có sức khỏe thì bây giờ chỉ cần duy nhất là cái sức khỏe thôi quý vị và các bạn. Cái thứ ba, bản thân không nỗ lực thì ai có thể cho bạn cuộc sống mình mơ ước? Rất là tuyệt vời ạ. Khi bạn mệt sẽ có rất là nhiều nói với bạn. Nếu mệt thì hãy nghỉ ngơi một chút, đừng quá lao tâm, lao lực làm chi. Khi bạn ốm sẽ có người nói với bạn, hãy uống một chút thuốc. Khi điện thoại di động bạn hỏng thì sẽ có rất nhiều người nói với bạn, thôi thì thay cái khác. Nếu bạn gặp khó khăn sẽ có rất nhiều điều nói, không hề gì. Nhưng cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn. Người thực sự có thể giúp bạn có mấy người, ai nấy đều có gia đình. Trên có cha mẹ già, dưới có vợ con cần chăm sóc và vô số việc bận lòng. Nên ngoài những lời động viên và sự đồng cảm, dẫu muốn cũng khó mà họ có thể giúp cho bạn. Bạn vẫn phải đứng trên cái đôi chân của mình, tự lo liệu cuộc sống cho mình. Nếu bạn không nỗ lực thì không ai có thể cho bạn cuộc sống mơ ước. Có một vài việc nếu nghĩ không thông suốt bạn sẽ phải nghĩ ra. Trên đời này người gắn bó bạn chính là bản thân mình. Bạn đau thì chỉ làm bạn đau bản thân. Bạn mệt thì khiến bản thân mệt mỏi. Dẫu cho người đồng cảm với bạn là người cuối cùng thu dọn tàn cuộc, vẫn phải dựa vào bản thân mình. Tuyệt vời quá à. Hãy nhớ rằng có một vài người bạn mà bạn có thể trông đợi nhưng không thể dựa dẫm. Hãy luôn khích lệ, động viên bản thân nỗ lực và kiên cường hơn. Trên trời đổ mưa thì đường trơn trượt, tự ngã thì cũng phải gượng mình đứng dậy. Con đường của mỗi người đều do mình bước đi. Buồn hay vui, đau khổ hay hạnh phúc, thành công hay thất bại đều lo thước đo sự lựa chọn của tâm hồn mình. Cái thứ tư, bất kỳ ai cũng không thể thay thế bản thân bạn. Đừng vướng vấn mãi chuyện cũ, đừng níu kéo mãi không nguôi. Người bị người khác coi nhẹ cũng đừng thương tâm. Mỗi người đều có cuộc sống bản thân mình. Họ chỉ có thể bầu bạn với bạn trên một chặng đường nào đó mà thôi. Dẫu cha mẹ thương con cũng không thể ốm thay hay chịu đau khổ thay con. Không một ai có thể đi cùng với bạn tới tận con đường. Đừng đánh giá địa vị của mình trong lòng người khác quá cao. Chúng ta chẳng thể giữ được những người muốn bước chân đi, cũng chẳng thể gọi là người giả vờ ngủ thức giấc. Người không thích bạn chẳng thể rung động và đồng điệu với bạn. Ai cũng mong một kiếp nhân sinh hoàn mỹ, nhưng trên thế giới này lại không có thứ gì được cho là tuyệt đối. Mặt trời hãy chiếu đến cõi thế gian là lập tức nghiêng về phía Tây, trăng tròn thì lập tức sẽ khuyết. Vậy nên có thiếu sót nuối tiếc mới có vĩnh hằng.
không viên mãn mới gọi là kiếp nhân sinh. Kỳ thực cảnh giới tốt đẹp nhất chính là nụ hoa chưa nở hết, là ánh trăng tròn chưa đầy. Người chịu cúi đầu thì vĩnh viễn sẽ không đụng vào cửa, chịu nhường bước thì chẳng bao giờ phải lùi bước. Theo đuổi sự không hoàn thiện mới có cảm giác thỏa mãn, biết trân trọng hạnh phúc mới có thể cảm nhận được hạnh phúc. Mỗi người chỉ sống trên đời một lần, với những người thân yêu và bạn bè ở kiếp này, và kiếp sau chẳng có duyên gặp lại. Vậy nên hãy sống chân thành, thiện lương và bao dung với mọi người và với chính bản thân mình, mới có thể tận hưởng được ý nghĩa cuộc sống. Một lần nữa thì tôi xin cảm ơn tạp chí Việt Kiều đã cho tôi những cái cách nhìn, những cái kinh nghiệm mà có thể không có một cái bài báo nào có thể tôi có thể tìm ra được tính nhân văn của một cái bài báo, và tôi biết mình sẽ đi và sẽ hành nghề như thế nào. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và chúc tạp chí Việt Kiều ngày càng vững mạnh hơn. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã song hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, và cùng tôi hứa và tôi cam kết với quý vị và các bạn, tôi sẽ sống và sẽ cho đi như chính những cái gì mà tôi đã được nhận được cho đến thời điểm này. Xin trân trọng cảm ơn.